thấy trường rất là sạch và đẹp, trang bị kỹ thuật rất là tốt. Em cảm thấy thích nhất là thư viện của trường, tại vì nó rộng, đẹp và có nhiều sách. Cơ sở chất rất là tốt, giáo viên rất là tận tình với học sinh. Cảm xúc của em rất là bồi hồi. Em thấy cơ sở vật chất của trường rất là hiện đại. Anh chị Trình Nguyên rất là cận tình, chỉ dẫn em từ ở ngoài cổng vô tới đây. Trước khi vào trường em cảm thấy rất bỡ ngỡ, không biết là môi trường và thầy cô bạn bè ở đây như thế nào. Nhưng mà sau khi vào trường được tiếp xúc với giáo viên và các bạn, em cảm thấy đây là một môi trường rất là thân thiện và rất là tốt để học sinh học tập và phát triển. Em cảm thấy rất vui khi được vào trường. Lần đầu tiên đến trường Đại học Nguyễn Tất Thành thì mình ấn tượng nhất là khu vực thư viện, bởi vì trong đó rất là nhiều sách, với lại phần phòng tra cứu thông tin nó cũng phục vụ được cái nhu cầu tra cứu tài liệu cho mình cũng như là tất cả các bạn học sinh ở trong trường Nguyễn Tất Thành. Cảm xúc của em khi lần đầu tiên bước vào đến cổng trường đại học của em rất là hồi hộp, bỡ ngỡ ạ. Dạ, em ấn tượng về văn hóa xếp hàng, phòng gym, khu tự học và về cơ sở vật chất hiện đại. Dạ, em thích nhất là khu vực cơ sở tự học, bởi vì nó rất là hiện đại, nó phù hợp với sinh viên và có thể giúp sinh viên được tự do, được thoải mái học tập. Dạ, là trường có những cái cơ sở rất là phương tiện cho những bạn gần nhà, rồi phương tiện đi lại, có chỗ giữ xe và cái những kỹ thuật của trường thì rất là tiên tiến để hỗ trợ cho sinh viên học tập tốt hơn. Dạ, nếu mà nói về hai từ về trường của mình là đẳng cấp, hội nhập, năng động, trí tuệ, trách nhiệm.